Nhiệm vụ lần này rất khó khăn, bụng bự và tay to, phải cố hết sức, cảnh giác cao độ thì chúng ta mới thành công được nghe chưa? Đốm an tâm đi, mình sẽ làm được. Còn mình thì đốm lo gì chứ, mình luôn là người nhanh nhẹn nhất mà. Được rồi, bây giờ tay to đứng đây cảnh giác nha, khi nào có động thì báo liền. Còn bụng bự hãy đứng dưới gốc cây để nhặt nha. Đốm leo cẩn thận nha. An tâm đi, mình trèo giỏi lắm, đừng có lo. Lượm nè bụng bự. Ôi, quá trời ổi chín luôn. Ngon quá là ngon luôn. Ôi, hoa đẹp quá. Cái đám nhóc phá phách này, dám vào đây ăn cắp ổi hả? Thì ra là có cả ba đứa. Lần này thì coi bộ ngon rồi đây. Sao bảo tay to cảnh giác mà. Mình bụng bự cũng lo ăn không à. Giờ làm sao? Chạy chứ sao. 1, 2, 3. Nè, ba đứa nhóc kia. Cả ba đứa dám đi ăn cắp ổi sao? Còn không biết xin lỗi mà bỏ chạy nữa. Kỳ này là chết chắc rồi. Ba, tha cho tụi con đi ba. Chỉ có bạn đốm hái thôi, con đâu có hái đâu. Bác tha cho con đi mà bác. Tha sao được mà tha, phá nát cây ổi của tôi rồi mà, không còn một trái, lại còn có ý định bỏ trốn. Học trò gì mà dữ vậy? Lần này không phạt nặng tụi con, tụi con sẽ không chừa mà. Thành thật xin lỗi anh, anh có thể cho tôi mượn chiếc roi của anh không? Thôi chết rồi. Ta không thể tha thứ cho lỗi này của tụi con được. Ba ơi, tụi con mỏi quá. Đứa nào mà làm rớt sẽ bị ăn đòn ngay. Cả ba đứa lần lượt nói cho ba biết là tụi con phạm lỗi gì. Dạ, là trộm cắp của người khác. Rồi gì nữa? Dạ, leo trèo cây cao là nguy hiểm. Chưa hết. Dạ, không biết xin lỗi còn bỏ chạy. Anh ơi, hôm nay ngoài chợ bán ổi ngon quá, em mua nhiều lắm nè. Ủa, các con đang chơi trò giữ thăng bằng hả? Lạ quá. Biết vậy đâu ăn trầm ổi làm gì. Giờ không được ăn là cái chắc rồi. Sao giờ này mà vẫn không thấy đốm đâu? Mình mỏi chân quá rồi nè, bụng mình lại còn đói nữa. Có thể đốm xảy ra chuyện gì thì sao? Ừ ha, mình qua nhà đốm đi. Đốm ơi đốm, bạn có ở nhà không? Đốm ơi đốm, bạn có ở nhà không? À, tao to bụng bự, sao bạn vô đây? Đầu nhức dữ không? Người có sốt không? Mình không cần ngồi dậy đâu. Ừ, đốm mệt nằm nghỉ là tốt nhất. Hai bạn có bị ấm đầu không vậy? Sao tự nhiên tới đây rồi phán tùm lum vậy? Bạn ấy bị mất trí nhớ rồi. Mình là bụng bự, bụng bự nè. Tao to, bụng bự, mình có bị làm sao đâu. Lại lá ra bạn ấy nhớ rồi. Nhớ rồi kìa. Có làm sao đâu. Bạn không bệnh hả? Bạn không mất trí nhớ hả? Mình là thông minh nhất. Vậy thì làm sao? Sáng nay không ra sân bóng. Thì làm biết. Vậy sao bạn hẹn tụi mình? Thì hẹn có sao đâu. Cứ để bạn bè chờ vậy hả? Thì mấy bạn cứ chơi đi. Chờ mà làm gì? Vậy sao không nói cho bọn mình biết? Mình phải chờ đến 2 giờ, bụng nói meo rồi nè. Các bạn đúng là khờ thiệt, ai biểu chờ? Bạn đúng là cái đồ vô trách nhiệm. Chơi vô trách nhiệm nào, bắt cứ rồi nè, không tính là cho chết nè. Mấy bạn la cho mình nè, ai đâu, đâu, đâu.
lần này tụi mình tha cho bạn, bạn làm cho tụi mình chờ và lo cho bạn rất nhiều. Hứ, vô trách nhiệm quá, mình không thèm chơi với đốm nữa. Mẹ ơi, đưa đốm đi gặp bác sĩ. Con bị sao vậy? Con bị bệnh hả? Con thấy đau ở đâu à? Sao mà người của con lại te tua như vậy hả con? Đốm không bị bệnh. Vậy tại sao lại đi bác sĩ? Đốm bị te to với bụng bự đánh đợt, đau lắm đó mẹ. Sao các bạn lại làm như vậy? Các bạn nghĩ chơi với con như vậy là đúng rồi còn gì? Con đâu có nói xấu gì các bạn đâu. Nhưng mà con phải giữ lời hứa của mình chứ. Ví dụ như mẹ hứa sẽ mua ô tô cho con mà mẹ không mua, vậy con thấy sao nào? À, mẹ hứa mua xe ô tô nha. Mẹ chỉ ví dụ thôi mà. Ờ, mẹ thì buồn lắm. Đúng như vậy đó, không giữ lời thì buồn lắm đó. Cảnh đẹp quá, mùa này hoa nở đẹp quá ha. Ừ, đẹp thiệt đó, nhưng không đẹp bằng vườn nhà mình. Vườn nhà mình mùa này thả lá xanh mốt, củ nào củ nấy bự ơi là bự luôn. Xí, sao bằng nhà mình được? Nhà mình mùa này hoa muốn nở tím cả vườn, đẹp ơi là đẹp. Nhà mình có đủ hết, ba mình trồng rất nhiều hoa, ngày nào mình về cũng hái cho mẹ một bó để cắm, đẹp lắm. Trong vườn nhà mình có một ao cá rất lớn. Chiều chiều mình và ba ra ao câu cá về nướng ăn, ngon ơi là ngon. Trước nhà mình thì ba mình trồng rất nhiều me, mùa này me chín dốt ăn. Vậy thì trước nhà của đốm có gì nè? Ờ, nhà mình... Bạn quên rồi sao tay to? Vườn nhà đốm đâu có gì ăn được đâu. Đúng rồi, liêu liêu. Liêu 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 liêu. Đốm, con nhìn nè, quà của con với ba trồng trước nhà đẹp chưa? Không đẹp tí nào hết. Hôm nay con sao vậy? Sao vườn nhà mình ba không trồng cây gì ăn được hết vậy? Làm con bị các bạn cười. Con trai, sao con lại nói như vậy? Trước đây ba con đã trồng cho con rất nhiều cây trái mà. Ba dặn con trông coi chúng, tưới cho chúng. Đốm, ba vừa mới trồng xong cho con một vườn cây, con phải chăm sóc cho nó mỗi ngày, tưới nước cho nó, nghe chưa? Cây cao cây lớn, cây xanh lòng mình quá vui. Cây ơi sau này mau lớn để ta được nhờ. Ôi, sao hôm nay không ai tưới nước cho chúng ta? Ôi, khát nước quá, khát quá đi mất. Rồi sao nữa hả Đốm? Dạ, con không chăm chúng nên chúng nở. Con à, nếu con chỉ trồng cây mà không chịu bón phân, tưới nước thì nó sẽ chết. Nếu bỏ cuộc giữa chừng thì ba chắc chắn là con chẳng bao giờ có được kết quả như mong muốn đâu. Dạ, con biết rồi mẹ. Sau này làm bất cứ việc gì con cũng sẽ cố gắng đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc. Con trai ngoan, con hiểu được như vậy thì mẹ rất là vui. Và sau đây là phần thi của bạn Đốm. Khỉ chú là chú ít con, có hai là hai mắt tròn, chú ngồi trên chiếc lá sen, chăm chỉ học bài. La la, la la. Quá ngon, Đốm hát hay quá. Ngày hôm qua công nhận Đốm hát hay thiệt đó. Đúng rồi đó, mình với tay to ngồi nghe mà mê luôn. Thì bởi vậy mình mới được giải nhất toàn trường. Hôm qua bạn Sơn ca hát cũng hay nữa.
Hay đâu mà hay, bạn Sơn ca hát cũng bình thường thôi mà. Mình thấy hay chứ bộ, giọng bạn ấy rất là trong trẻo. Nếu Sơn ca hát hay, sao bạn ấy không đạt giải nhất? Phải rồi, nói chung bạn Đốm hát là hay nhất. Đúng đúng, bạn Đốm của mình là tuyệt vời nhất. Đốm ơi, bài này khó quá à. Bạn gợi ý cho mình làm bài đi. Trời, bài này dễ ơi là dễ. Cần gì mà phải gợi ý? Bạn cố mà suy nghĩ đi chứ. Đốm mà làm thì chỉ có 5 phút là xong. Đốm ơi, bài này mình làm như vậy có đúng không? Trời ơi là trời, bụng bự là bụng bự. Bài dễ như vậy mà bụng bự cố làm sai nữa là sao? Tại mình không biết thiệt mà. Hai bạn sao mà dở quá vậy? Thấy mình không? Làm một chút xíu là xong hết rồi nè. Mình đẹp trai, mình thông minh, mình lực lưỡng, mình chỉ nhanh, mình là siêu nhân. Thôi, tụi mình về nhà nhờ ba mẹ giúp đây. Ủa, không học nữa hả? Sao về sớm quá vậy hai bạn? Tụi mình ngốc lắm, không dám học chung với thiên tài đâu. Ủa, tai to với bụng bự đâu rồi con? Dạ, hai bạn nói về nhà rồi mà. Sao đang cùng học với nhau mà hai bạn đó lại đi về? Tai to với bụng bự học dở lắm, con không muốn học chung chút nào. Đốm nè, nếu như ai đó chê con học dở hoặc là chê con hát không hay thì con có buồn không? Dạ, có chứ. Nếu như con gặp khó khăn, cần các bạn giúp đỡ mà các bạn lại không ai chịu giúp thì con thấy thế nào? Dạ, con sẽ rất là buồn. Tai to và bụng bự về nhà không học chung với con nữa là do hai bạn cảm thấy buồn khi bị con chê đó. Mẹ nghĩ con nên đến nhà xin lỗi hai bạn ấy và cùng hai bạn ấy làm bài. Dạ, con sẽ đi liền. Mẹ cho con dĩa trái cây này luôn nha. Con làm quà để xin lỗi hai bạn. Tiếng gì vậy? Sợ quá. Tối qua nhà mình có ma đó. Sao miệng cậu có mùi vậy? Mình đánh răng rồi mà. Thôi, có mùi không quan trọng. Mà bạn thấy nó hả? Không, không. Mình chỉ nghe tiếng thôi. Tiếng gì vậy? Tiếng cộc cộc cộc. Thôi, ghê quá à. Tiếng đó nó cứ liên tục vậy á. Mà mình sợ quá, cũng ngủ quên luôn rồi. Thôi, mai cũng cuối tuần rồi. Hay tụi mình qua ngủ chung với Đốm coi sao? Được đó, đi đi. Để mình về xin mẹ rồi qua. Được rồi, vậy chúng ta có nhiệm vụ cho tối nay. Hả? Ngủ với nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ bắt ma. Đốm thì về thông báo cho ba mẹ tối nay tụi mình qua ngủ lại nha. Tai to thì mang theo một cái đàn binh nha. Mình nhớ rồi. Mình sẽ mang theo một cây súng nước để tự vệ. Đồng ý. Chưa thấy nó mà đã sợ rồi. Không được ngủ. Đến sớm đi, không là ngủ mất tôi luôn á. Ma đâu? Ra đây. Hai bạn im lặng đi, coi tiếng nó phát ra từ đâu. Mình nghe rõ lắm. Mình nghe nhỏ nhỏ hả? Ủa, sao mình lại nghe thấy ở đây? Nó ở đâu trong miệng của Đốm nè? Nó nhập vào mình rồi. Bạn há miệng ra coi. Ấn hận à. Úi trời, sao sáng vậy? Hóa ra là mày hả sao răng? Mi làm gì ở đó vậy? Ta là mổ đi sống mà. Nguyên một con sâu là mổ luôn mà bạn không thấy hả Đốm? Không, thấy thì sao tiếc được. Ta chỉ mới tới đây ở hôm qua thôi, chứ ở thêm vài hôm nữa ta đục bánh hàm răng ra là thấy à. Sao ngươi chui vào đây ạ? Vì nhiều đồ ăn chứ sao. Hắn có chịu đánh răng trước khi ngủ bao giờ đâu. Ủa Đốm, không đánh răng hả?
Vậy phải bắt con sâu ra. Đúng, chỉ cần nó ra là được. Ta không ra đâu, bắt cũng không có ra. À, mình có cách rồi. Cách gì, cách gì? À, hay quá, làm liền đi. Hay quá, ném banh hàm răng luôn rồi. Bạn lười thiệt, mình ăn nhiều mà còn siêng đánh răng hơn bạn nữa nè. Từ nay, bà đánh răng cả hai lần, sáng và tối trước khi đi ngủ nha. Để phòng sau làm cổ, và phòng cả hôi miệng nữa. Đồng ý. Wow, thì ra là ở đây có nước thật, để trong nữa. Thôi, mình muốn nuốt rồi về thôi, kẹo tối các bạn ơi. Khoan đã. Cái gì vậy đó? Hãy nhớ kỹ lời mình nói, dù nhìn thấy gì cũng không được tham lam, không được có ý định xấu nghe chưa? Nếu còn muốn quay về. Mình biết rồi, nói hoài. Hãy nhớ kỹ lời mình nói, dù nhìn thấy gì cũng không được tham lam, không được có ý định xấu nghe chưa? Nếu còn muốn quay về. Nước ở đây trong quá, mình phải lấy rửa mặt mới được, và sẽ đẹp lắm đây. Ôi, tuyệt quá đi thôi, cà rốt ngon quá, mình sẽ hái một ít. Thôi chết rồi, một bự ơi, mau cứu tay to. Là sao đó? Tay to bị ảo giác, bạn ấy ra xuống nước rồi. Nhưng mà mình không biết bơi. Để đó cho mình sẽ cứu bạn ấy. Tay to, mình đi về thôi. Mình đang ăn cà rốt mà, không đi đâu hết. Mình không đi đâu. Đi thôi, mình còn phải về nhà nữa. Ba mẹ bạn còn đang chờ. Không, 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 mình ở lại đây, không về đâu. Ui da. Vậy nè, đúng rồi. Lần này xin còn đánh được không? Thôi to, tỉnh lại, không được ngủ. Hình như là mình thấy mình đang ở một vườn cà rốt rất đẹp. Rồi, không chịu về. Mình đã bảo là không được tham lam mà. Chính vì bạn tham lam nên bạn đã bị ảo giác của chiếc hồ lười và khu vườn đó. Bạn có biết không? Hồ gây ảo giác hả? Đúng vậy. Chiếc hồ này khi múc nước sẽ gây ra ảo giác, dụ dỗ chúng ta. Nếu ai tham lam sẽ bị ảo giác lừa, nhảy xuống hồ và chết đuối. Mình đã nói rồi mà tay to không có nghe. Mình xin lỗi đó. Mình cảm ơn Đốm và Bụng Bự đã cứu mình. Có gì đâu, tụi mình là bạn mà. Thôi, mình về đi, trời sắp tối rồi. Trên mặt trăng đẹp, nhưng mà đáng sợ quá. Để mình xách phần của Đốm luôn cho. Tết đến rồi, về nhà rất vui. Mẹ mua áo mới, Đốm xinh đẹp nhiều. Ngày xuân, Đốm sẽ đi thăm ông bà. Đẹp quá. Con thích bộ nào? Nó kìa mẹ ơi. Đâu con? Bộ này mắc lắm con. Nhưng đẹp mà mẹ. Nhưng mà mắc lắm con à, cả tháng lương của mẹ lận đó. Không, con muốn bộ này thôi. Thôi được rồi, nếu con muốn thì mẹ sẽ mua cho con. Hai bạn thấy đồ của mình mặc đẹp không? Mới mua luôn đó. Ôi, đẹp quá. Đẹp như vậy chắc mắc tiền lắm. Một tháng lương của mẹ mình luôn đó. Mẹ Đốm thương Đốm quá à. Sao Đốm không giặt rồi hãy mặc? Thôi, hai bạn chơi gì cho mình chơi với.
Mình đang thổi bong bóng. Mẹ đi chơi đi đúng. Mình lại liền. Cứu bên dưới tay to bụng bự ơi. Có chuyện gì đó? Sao vậy đó? Tự dưng mọi nồi nặng chịu bám sát người mình. Mình không nhúc nhích được nè. Sao lại như vậy? Là chiếc áo của bạn cười đó đúng hả? Đúng rồi. Sao nó lại cười đúng hả? Thì ta thấy hắn di chuyển không có được, cứ đứng yên một chỗ hoài thì ta vui ta cười chứ sao. Sao người phá bạn đốm của ta hả? Vì ta là áo đẹp nên ta có quyền, muốn làm gì cũng được. Người thật là quá đáng. Ai bảo hắn không biết yêu thương cha mẹ. Tết thôi mà, mặc đồ mới là được rồi. Đói phải mua cho bằng được áo hiệu này nọ. Bắt ta ra ngoài đường đầy bụi hôi hám như thế này ha xì, làm ta nhảy mũ luôn nè. Ta phải làm sao thì áo mới ta cho ta? Về giặt ta cho sạch sẽ, thơm tho, ta tha cho. Ta biết rồi. Sau này mà còn hám áo đẹp, mắc tiền chứ làm khổ cha mẹ nữa, ta sẽ xiết cho người hết thở luôn. Ta biết lỗi rồi mà. Sau này ta sẽ không mè nheo, không nhõng nhẽo mẹ mua quần áo nữa đâu. Thôi mình chơi tiếp đi. Ừ, được đó. Không được, chơi cái đó ta dở hết. Vậy thôi, tụi mình nhảy lò cò. Được đó. Không được, nhảy lò cò, đổ mồ hôi ta ướt hết. Sao cái gì cũng không được hết vậy? Vì ta đẹp, ta có quyền chảnh. Mặc áo đẹp mà mệt như vậy thì không có thèm đâu. Đúng, học bài xong chưa con? Lại ngủ nữa rồi, học với hành kiểu này. Đây là đâu vậy nè? Sao toàn là cát? Khát nước quá. Giờ mình phải đi đâu để có được nước uống đây? Sao mày tìm ra đâu có nước uống đây? Vì sao con khóc? Ông có phải là ông Bụt không? Không, ta là người cai quản sa mạc này. Ông ơi, con bị lạc nơi này, con khát nước quá. Ông chỉ cần cách ra khỏi nơi này, về nhà đi ông. Muốn rời khỏi nơi này, con phải vượt qua thử thách của ta trước. Thử thách gì ông? Thử thách đầu tiên là lấy được quyển sách ta để bên kia xong. Ông ơi, nóng. Mà không có cầu, sao qua sông không? Ta chỉ có miếng dán này thôi, nên nhớ nước rất là nóng. Làm sao bây giờ? À, không chìm. Nhưng làm sao đi được? Sao bây giờ? Con qua được rồi. Giỏi lắm. Bây giờ con hãy nhận quyển sách này và đọc hết, con sẽ tìm được lối ra. Hả? Đọc sách đó không? Con làm biếng lắm. Con nhỏ mà lười học hành vậy. Có chuyện gì vậy con? Không có gì đâu ba. Chứ không phải ngủ gục bị té sao? Dạ. Con không được lười biếng học hành, nghe chưa? Con nằm mơ thấy mình bị một ông lão đánh rồi. Vì sao? Vì con chịu đọc sách. Ồ, ông lão ấy tốt quá, đã thay ba nói hộ mọi thứ rồi. Dạ, con biết rồi ba. Vậy con học đi nha.
Thì ra mình bị ám ảnh cả trong mơ. Phải học thôi, nếu không giờ lớp sẽ bị cô giáo cho ăn đòn mất. Ôi, vườn hoa của đốm đẹp quá. Wow, hương hoa gì mà thơm thiệt thơm luôn. Đốm ơi, hoa này hoa gì mà đẹp vậy đốm? Hoa thủy hằng đó ta to. Đẹp quá. Sao tên nghe lạ quá vậy? Mình chưa thấy bao giờ. Sao các bạn biết được? Ba đốm đem từ viện nghiên cứu Ngân Hà về gieo trồng thử ở mặt đất đó. Vậy nó là duy nhất quả đất rồi. Tất nhiên rồi, hoa này rất khó trồng, phải lên nước trên mặt trăng tưới thì nó mới sống được. Bởi vậy nó mới có tên là thủy hằng đó. Lấy nước trên mặt trăng thì vậy hả? Hai bạn có muốn đi lấy nước với mình không? Đi. Đốm, hết nước thứ qua rồi, con đi lấy nước cho ba đi con. Dạ. Dạ, con biết rồi ba. Hồi đó tới giờ mình mới được đi du lịch xa như vậy, đúng sướng thiệt đó. Có ba làm ở viện nghiên cứu Ngân Hà thì còn gì bằng. Wow, cảnh ở ngoài vũ trụ không ngờ lại đẹp đến như vậy. Ồ, bụng bự và đốm xem kìa, đó là sao mộc và sao thủy đó. À! Chuyện gì vậy đốm? Có một hành tinh vừa xẹt ngang qua, sẽ đâm vào tàu của mình. Đâu, đâu? Đến rồi nè, bụng bự và tao tao ơi. Mình xuống thôi. Hai bạn chờ mình với. Đúng rồi, mình không hiểu là tại sao phải lấy nước trên mặt trăng mới được. Tại vì nước ở trái đất, mình tưới vào nó sẽ chết. Tại sao tưới vào sẽ chết? Ba mình nói nước ở trái đất mình bị ô nhiễm quá, tưới vào nó sẽ chết. Nên ba chế tạo ra tàu vũ trụ này để mỗi tuần mình lên đây lấy nước giúp cho ba. Nhưng ở đây khô như vậy thì lấy đâu ra có nước? Đằng kia có nước rất trong. Vậy mình đi thôi. Khoan, bụng bự và tá to, hai bạn ngồi lại nghe mình nói đã. Sao vậy đốm? Trước khi lấy nước, mình có vài điều muốn căn dặn các bạn nè. Sao rất rối quá à? Chuyện gì vậy? Hai bạn nhớ kỹ là khi múc nước, dù nhìn thấy gì cũng không được tham lam. Không có ý định xấu nghe chưa? Nếu không thì chúng ta... Thì sao? Có sao không? Thì... chúng ta sẽ không về được trái đất. Đốm, con dậy rồi đó à? Dạ. Hôm nay đốm của mẹ dậy sớm ghê ta. Mùng 1 Tết mà mẹ. Mùng 1 thì phải như thế nào ta? Thưa ba mẹ, năm mới, đốm kính chúc ba mẹ luôn sức khỏe dồi dào, thật tươi trẻ, cả nhà vui vẻ. Giỏi lắm, ba lì xì cho đốm nè. Ba chúc đốm sẽ học hành thật giỏi nghe chưa? Con cảm ơn ba. Còn phần này là của mẹ. Mẹ chúc đốm mạnh khỏe, ăn giỏi để có sức mà học giỏi nghe chưa con? Dạ đốm hứa. Tết rồi, đi chơi xong thôi các bạn ơi. Chào đốm. Mình đi chơi nha. Vui quá, mình được lì xì bằng nhau. Đốm mở ra chưa? Để mình mở. Sáng nay mình chúc rất hay, nhất định ba mẹ mình sẽ lì xì nhiều lắm nè. 1.000 đồng. Sao có 1.000 đồng vậy? Sao ba mẹ đốm lì xì cho đốm ít vậy? Ba mẹ keo quá à. Ổng vui gì hết. Úi chà, đứa nào nỡ xé nón ta rồi còn ném ta xuống đường như vậy.
Hả? Ông là ai vậy? Ta chính là thần tài, thần may mắn của mọi người trên trái đất này đây. Ta từ trong bao lì xì của các con ra đó. Ông là thần tài, sao nón không đắt tay tôi vậy? Ba đứa, đứa nào vừa xé nón ta, quăng ta xuống đất, làm ta ê cả mông như vậy. Bạn đốm á? Dạ. Tại sao con làm vậy? Tại ba mẹ lì xì cho con, mà mỗi người chỉ lì xì có 1.000 đồng à. Ba mẹ keo quá à. Ui da, đau cái mông của ta quá. Con có biết ý nghĩa của lì xì là gì không? Dạ không. Ý nghĩa của bao lì xì đó là để chúc cho mọi người nhận được nó sẽ có tài lộc, may mắn trong năm. Nó không quan trọng ở số tiền mà là tấm lòng của người tặng. Con có biết không? Dạ con không biết. Ba mẹ của con đã vất vả để chuẩn bị nhà cửa, sắm sửa đồ đạc cho con, để cho con có cái Tết thật vui vẻ. Nhưng sao ba mẹ không lì xì cho đốm nhiều hơn? Bởi vì ba mẹ không muốn con chỉ biết chú trọng giá trị của đồng tiền, quan trọng là tình thương, là tấm lòng con à. Dạ, con hiểu rồi. Con cảm ơn ông thần tài. Con hiểu là tốt rồi. Ôi trời ơi, cái mông của ta. Để con đưa ông về nhà sức thuốc nha ông. Ờ, chứ kiểu này thì đầu năm ta không thể đến từng nhà từng người để chúc Tết nữa rồi. Để xem. Chỗ này. Bên này nè, bên này nè. Muốn tới được núi Nghiền á là phải qua cái ống trượt trên này nè. Vậy trượt liền đi. Có nước đâu mà trượt trời. Trời, chị nhỏ. Vậy thì trượt khó thôi, giống cầu trượt á. Ê ê, đừng có giỡn nha. Ê ê ê. Đi thôi bụng bự. Bụng bự trốn đi. Để bọn này cho mình xử lý. Rồi.
mình cũng không biết có liên quan tới các bạn không. Nhưng mà theo hệ thống định vị không gian á, thì cách đây 30 phút, kẻ giấu mặt X đã vượt thời gian đến không gian của các bạn đó. Mình nghĩ nó có liên quan đến trận hỗn chiến ở đây nè. Ủa, ba đâu rồi đó? Ba đi đâu rồi đó? Không có ở đây. Mình đến đây thì thấy mọi thứ đổ nát như vậy nè. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta cùng đi tìm ba đi. Đốm, con có thấy ba không? Còn đây là... Đây là tụi con đến từ tương lai. Tụi con cũng từ phòng nghiên cứu của ba về. Ai đó đã đập phá mọi thứ ở đó đó mẹ. Trời ơi, vậy ba có làm sao không? Tụi con cũng vừa nghe tên, không biết tên giấu mặt X đó có phải là người gây ra hay không nữa. Đã có một sự kiện rất lạ lùng xảy ra. Tại sở thú đã không còn một con thú nào. Cơ quan chức năng đang điều tra chuyện gì đang xảy ra. Các bạn, chúng ta phải đến ngay sở thú. Biết đâu sẽ tìm thấy được cái gì đó. Được đó. Cho tụi mình tham gia cùng với nha. Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ luôn là một đội mà. Các con đi cẩn thận nha. Có tin tức gì của ba là gọi ngay cho mẹ nha. Dạ, tụi con biết rồi. Các chuồng thú vẫn còn bị khóa. Chúng làm thế nào để đưa thú ra mà không phá khóa ta? Lạ ghê, mấy con thú to mà chở đi đâu thì cũng bị phát hiện chứ. Ê, có cái gì đằng kia kìa các bạn. Chào anh bạn nhỏ, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Đừng sợ nha, tụi anh không làm hại em đâu. Ủa, các loài thú khác đâu rồi? Sao chỉ có mình em vậy? Chúng ta tới đó xem đi. À, cục cổ dài. Bớt.
Cũng lâm cỏ dày con, dễ thương quá à. Hả? Tôi chết rồi, chú khủng long nó mất tiêu rồi. Chuyện gì mà tự nhiên la ông sòm vậy? Quả trứng khủng long bà chú mất tiêu rồi. Chán quá à. Hết Tết rồi mà lại phải đi học nữa. Không được ăn bánh kẹo, không được uống nước ngọt nữa rồi, không được mặc đồ đẹp nữa. Chán quá à. Phải chứ, ngày mai không phải đi học thì vui biết chừng nào, đúng không Bụng Bự Tay To? Nhưng ngày mai phải đi học rồi. Ê, hay là mình... Mình như thế nào hả Bụng Bự? Hay là mình... Đốm à, dậy đi học đi con. Đốm, con đâu rồi hả? Anh ơi. Chuyện gì vậy em? Thằng Đốm. Đốm nó làm sao? Nó mất tích rồi. Cái gì? Anh chị ơi, Bụng Bự nhà tôi đi đâu mất tiêu rồi. Trời đất. Tay to. Bác hỏi một chút. Dạ, bác hỏi gì ạ? Thằng Đốm nhà bác với Bụng Bự mất tích rồi. Con có biết chuyện gì không? Dạ, không lẽ... Con biết chuyện gì sao? Hôm qua hai bạn ấy rủ nhau trốn nhà đi để khỏi đi học, mà con không chịu. Có lẽ hai bạn ấy đã trốn đi rồi quá. Trời đất, giờ phải làm sao đây hả anh chị? Thôi, mọi người đừng quá lo lắng, tôi sẽ đi kiếm tụi nó về. Tất cả nhờ vào anh nha. Tụi mình sẽ đi khám phá thế giới, vui hơn đi học rất nhiều. Sau này mình sẽ trở thành nhà phát minh vĩ đại. Mình sẽ trở thành chuyên gia ẩm thực. Chúng ta sẽ được tự do vui chơi, không bị la rầy nữa rồi. Cái gì vậy trời? Chào hai cậu bé, chúc mừng hai cậu bé đã tới thế giới của những đứa trẻ ngỗ nghịch. Thế giới ngỗ nghịch. Đúng vậy, đây chính là thế giới của những đứa trẻ ngỗ nghịch, không chịu học hành, thích bỏ nhà đi ra ngoài để được tự do. Thế giới này có vui mà ông? Rất vui. Nơi đây những đứa trẻ sẽ không bị cha mẹ bắt học bài nè, ép ăn uống nè, rồi ép ngủ sớm nữa. Vậy thì vui quá. Vui quá. Chúng ta đã đến nơi vui vẻ, hạnh phúc rồi. Chúc mừng các ngươi. Yeah. À sẽ chết đây. Ước gì hắn bị dắp cục đá té u đầu để khỏi ăn thịt mình. Đá đáng ghét. Đốm. Hả? Đốm. Đốm nè. Dám mù tụi mình hả? Mình giỡn chút thôi mà. Phải cho Đốm một bài học mới được. Đúng rồi đó. Mình cho bánh đè chết Đốm luôn. Chết nè. Đừng mà. Chết nè. Đốm là bạn xấu. Mình đâu có xấu đâu. Mình bị nạn, bạn không giúp đỡ mà còn hù tụi mình nữa. Vậy không phải là bạn xấu hả? Nếu mình không giả làm kẻ xấu, ta to không hy sinh về Bụng Bự thì làm sao hóa giải được lời nguyền? Mừng quá đi, mình thoát khỏi lời nguyền rồi. Đúng rồi đó. Vậy là bạn cũng bắt tay với Đốm dạ mình đúng không? Đâu có,
mình cũng bị dạ mà. Vậy sao bạn nói đúng giết chết sói và sư tử? Tại lúc nãy đốm nó dạy mà. Ai nói cũng tin, bụng bự nhét còn hơn thỏ đế nữa. Thôi, hết giờ chúng ta tham quan rồi, tụi mình về thôi. Về thôi, ở đây ghê quá à. Mình cũng muốn về, ăn biết bao nhiêu là bánh. Kỳ này về, sẽ thành con heo như bụng bự mất thôi. Ủa, đấng nói là ai ước gì cũng bị lời nguyền, nhưng sao chỉ có mình tay to bậy, còn mình thì không? Lời nguyền của bụng bự, đó là bụng bự ngủ một giấc hết một ngày, không được tham quan gì hết, còn được cái xấu xím ăn thịt nữa đó. Đó cũng là lời nguyền sao? Chứ sao? Lời nguyền thiệt là đáng sợ. Dù ở đâu chúng ta cũng sẽ có những lời nguyền, không chỉ ở xứ sở thần tiên. Nhưng chỉ cần chúng ta là người tốt bụng, biết yêu thương giúp đỡ người khác thì sẽ vượt qua tất cả mà thôi. Đúng rồi, hồi xưa giờ rất tốt bụng nên lúc nào cũng được mẹ nấu ăn ngon để ăn. Đây là bài học lớn của tụi mình, sau này mình sẽ biết yêu thương và giúp đỡ mọi người. Chúng ta về thôi. Mà trong xứ sở thần tiên có gì vui vậy đó? Có một chú heo con, một con thỏ nhỏ và một kẻ bịt mặt. Tay to, chạy đi! Con này ghê lắm, ăn đi giết chết cả sư tử và chó sói luôn đó. Ôi, mát quá, thích quá. Tụi mình chơi cái gì đi? Hay chơi trốn tìm đi. Trốn tìm? Được ta. Mình cũng đồng ý. Chúng ta lấy gốc cây này làm cây tùng nha. Ảnh tù tì ra cái gì ra cái này? Ảnh tù tì ra cái gì ra cái này? Ta tới thua rồi. Chạy đi. 5, 10, 15, 20. Tê tô không được ăn gian. Mở mắt đó nha. Bạn nấp vào bụi kia đi. Còn mình trèo lên cái mít. Đảm bảo tê tô không thấy đâu. Không được leo cây. Nguy hiểm lắm đó bụng bự. Đớm yên tâm đi. Mình leo giỏi lắm. Không được. Nguy hiểm lắm. 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Đúng, bụng bự, hai bạn ở đâu? Ui, ta. Ôi, ngon quá. Hả? Cứu mình với tay to. Đúng ơi. Chuyện gì vậy bụng bự? Cứu mình với. Đã bảo không được chiều cây mà không chịu nghe. Mình biết lỗi rồi. Cứu mình đi. Giờ sao cứu được chứ? Hay bụng bự nhảy xuống đi. Không, mình sợ lắm. Chết, ác điểu tới kìa. Chạy đi. Nhưng còn bụng bự. Hai bạn đừng bỏ mình mà. Bụng bự nhảy xuống nước đi rồi leo lên. Mình không dám nhảy đâu. Mình sợ lắm. Mình nhảy lên khúc cây gì đi. Bụng bự lên. Nhanh nữa. Nhanh nữa đi. Xin chào mọi người, hôm nay tôi có một thông báo rất là quan trọng. Không biết có gì nghiêm trọng không nữa. Đúng rồi, học quá à. Chuyện gì nữa? Những gia đình nào thuộc diện nghèo sẽ được hỗ trợ một số tiền vào mỗi cuối tháng. Đây là bản tiêu chuẩn để vô danh sách những hộ nghèo. Gia đình nào thấy phù hợp thì làm đơn, tôi ký duyệt nhé. Vậy thì tốt quá. Vậy thì những gia đình nghèo khổ
hàng tháng sẽ không còn lo cơm gạo nữa rồi. Nhưng không biết tiêu chuẩn để vô danh sách đó là gì hả? Chắc là những gia đình đó có người già bệnh tật, hoặc là có những người không có khả năng đi làm nữa, nên mới được vô danh sách. Thì ra là vậy, như vậy thiệt là công bằng rồi. Được một số tiền mỗi cuối tháng à, phải làm cách nào đó để được vô cái danh sách đó mới được. Không biết gần nhà mình có ai được vô danh sách người nghèo không ta? Hình như là nhà của cô chuột đó. Em chuột còn nhỏ, cô chuột lại hay bị bệnh, khó mà đi làm được. Ấy chi, mình được vô danh sách đó ha. Chi à bụng bự? Thì mỗi tháng có thêm tiền để mình ăn chứ gì. Trời đất, bụng mày nó to như vậy rồi, còn tham lam. Giỡn thôi chứ bộ. Ba bạn nhỏ đi học mới về hả? Ôi da, đau quá đi. Đau quá. Trời đất, cục đá to như vậy mà không thấy sao còn để té nữa. Ông cáo có sao không? Chắc là ta bị gãy chân rồi. Cái gì? Ông té nhẹ hiền như vậy làm gì mà gãy chân được? Ta bị gãy chân thật rồi. Từ nay ta không còn làm gì được nữa. Thôi, để tụi con dẫn ông vô bệnh viện. Không cần đâu, ta tự đi được. Mình thấy có gì đó không đúng ở đây nè. Đúng rồi đó, rõ ràng là ông ta té nhẹ như vậy, làm sao mà gãy chân được. Ông ta còn không chịu đi bác sĩ nữa. Có khi nào ông ta làm vậy để được vào danh sách kia không? Có thể lắm á, nhưng mà như vậy là gian lận, phải đuổi theo coi sao. Rõ ràng là chân ông ta không sao hết á. Có mấy đứa nhỏ làm chứng, mình có thể giả gãy chân để được vô danh sách đó rồi. Trời ơi, ông ta lợi dụng tụi mình kìa. Tìm cách báo bác bò vàng mới được. Bác bò vàng ơi. Ủa, anh Cáo, chân anh sao vậy? Hôm qua, tôi sơ ý té từ trên cao xuống, gãy chân luôn. Từ nay, chắc tôi không làm được gì hết. Xin bác cho tôi vô cái danh sách người nghèo quá. Ê, bụng bự, đá cho mình đi. Chúng như ông Cáo rồi kìa. Xin lỗi ông Cáo nha. Ủa, mà chân ông Cáo dính gì kìa? À! Cái thằng nhóc này làm cái gì vậy hả? Ủa, chân ông bị gãy, sao ông đá không mạnh quá vậy? À, ông Cáo nói xạo rồi. Nè, anh Cáo, anh giỡn với tôi à? Tôi người ta có tật nguyền, cũng cố gắng đi làm để thoát nghèo. Còn anh, hồi sức, còn khả năng lao động, mà anh lại tham lam, không trung thực. Anh làm như vậy, tụi nhỏ nó cười cho. Tôi thật là xấu hổ quá đi. Đúng rồi đó, đồng tiền do chính mình làm ra mới xứng đáng. Gì đó mới là công sức thật của mình. À, tới giờ đi chơi rồi. Ủa đốm, con tính đi đâu hả? Dạ, con có hẹn với Tê To qua nhà bụng bự chơi đó mẹ. Vậy hả? À, mà nè, sao con không ăn hết trái cây đi rồi hãy đi? Con ăn không hết đâu, con ngán rồi. Mày bỏ giùm con đi. À con, ăn nhiều vô chút đi con. À, tới giờ phim hoạt hình rồi. Con đi coi đây. Không được, con phải ăn cho xong rồi thì muốn làm gì thì làm. Dạ. Tập phim hay như vậy mà bị mất khúc đầu. Ba mà không bắt mình ăn hết cơm là mình coi được rồi. Mà sao ba mẹ là cứ bắt mình ăn hết rồi ăn vậy? Ăn không hết thì bỏ thôi, lo gì. Thôi, buồn ngủ á. Tính sao vậy? Có chuyện gì vậy? Động đất sao? Đốm, con ở đâu? Mau trở lại ba mẹ đi Đốm ơi. Ba mẹ ơi, cứu con. Không được rồi, cố gắng ra ngoài thôi. Ba mẹ ơi, ba mẹ đang ở đâu vậy? Ba mẹ đang ở trên đây nè. Cứu ba mẹ với Đốm ơi. Ba mẹ có sao không? Tại sao nhà mình lại thành ra như vậy vậy? Ông là ai? Ta là thần nông đây. Ta chính là người đã tạo ra rau củ cây trái cho các người ăn đó. Hả? Thần nông? Chính nông đã gây ra những chuyện này sao? Chính là ta. Ta ban cho các người biết bao nhiêu đồ ăn thức uống. Người lại phung phí. Ăn thì bỏ thừa, bỏ
bỏ hết đồ ăn ta tạo ra. Ta rất là phẫn nộ. Thằng Nông ơi, con biết lỗi rồi. Nhưng mà ba mẹ con không có bỏ đồ ăn. Ông tha cho ba mẹ con đi. Bây giờ ta tha cho ba mẹ ngươi cũng được. Ngươi phải làm xong một việc. Dạ, việc gì vậy thần Nông? Con sẽ cố gắng làm được mà. Con biết trong cái chuyện này là gì không? Dạ, dạ không. Nhưng nó kinh khủng quá. Đó là đồ ăn mà bao nhiêu lâu nay ngươi đã bỏ đi đó. Bây giờ ngươi ăn hết nó thì ta sẽ tha cho cả nhà ngươi. Đúng quá à. Thì ra đây là đồ ăn mình đã bỏ. Phải chưa mình ăn hết thì không có như vậy rồi. Nhiều lời, con muốn cứu ba mẹ ngươi không thì bảo. Con biết rồi, con sẽ ăn mà. Vậy là giấc mơ đó sao? Ba mẹ ơi, từ nay con sẽ không ăn bỏ thừa nữa đâu. Bà làm gì vậy tay to? Uống nai cũng không ngon lắm đó. Dừng lại, tay to đừng có uống cái đó. Mấy cái nai cũng đó uống dở mà. Cái gì? Nai cũng là số 1 mà bạn dám nói dở hả? Chứ sao nữa, hù hút mới là số 1. Ôi ôi, mấy cái hù hút toàn quá chất độc hại không à. Chứ cái nai cũng có gì trong đó mà không độc hại? Xời, có ghi trên lon nè. Nhỏ quá không đọc được. Nhưng mà nói chung thành phần nó gồm các chất có lợi không hả? Thôi đi, không đọc được á thì làm sao biết có lợi chứ. Vậy còn cái hu hút của bạn thì sao? Bạn có đọc được gì trên đó không? Hay là cũng nói đại thôi? Carbon Iraq gì đó. Đọc được nhưng mà không có hiểu. Nhưng mà mình nhớ may mắn là cái chất này có tốt cho sức khỏe lắm á. Xời, vậy cũng nói nay cũng vừa bổ vừa ngon, mình cũng có thể uống cả ngày luôn. Yeah. Vậy sao mình không mở một cuộc thi uống nước ngọt đi? Thi uống nước ngọt. Yeah. Yeah. Dạ, cuộc thi uống nước ngọt xin chính thức được phép bắt đầu. Trời ơi, chóng mặt quá. Xỉu. Trời ơi, đau bụng quá. Đau bụng. Uống nước ngọt cho gánh rồi bây giờ đau bụng ha. Lại còn uống ba cái nước tầm bậy ngoài đường nữa. Sau này cái nào mẹ cho mới uống nghe chưa? Dạ, nhưng bây giờ mẹ cứu con đi mà. Đau quá. Đâu? Cấp cứu đi, cấp cứu đi. Đốm đốm, mưa rồi kìa. Tối nay hẹn ra công viên bắt dế nha. Bụng bự, lại nói chuyện trong lớp nữa hả? Được con dế than rồi. Bạn bắt được con nào chứ bụng bự? Hi, bắt được con dế lửa nè. Ủa mà mấy bạn bắt dế chi vậy? Ngày mai bạn sẽ biết. Yeah, tới giờ ra chơi rồi. Chuyển người đốm.
Ý, đá dế hả? Hả? Đá dế? Chuẩn bị đá rồi, mấy bạn bắt con dế của mình hay cua đốm nè, nhanh đi. Mình bắt con dế lửa của bụng bự rồi. Vậy thôi, mình bắt dế than. Cố lên dế than. À, trò chơi bạo lực quá à, tội nghiệp mấy con dế quá. Trời ơi, bạn để im cho mấy con dế tập trung đá đi. Hooray, thắng rồi, yeah. Ây, xui quá. Thôi mấy bạn đừng chơi đá dế nữa, mấy con dế bị đá sụi vào, sức đầu mẻ chán hết trơn rồi, có gì vui đâu. Hush, bạn không biết gì hết. Mấy con dế này có biết làm gì khác ngoài đá dế đâu. Mấy em chắc chưa? Tất cả các em chiều nay đi chỗ này với tôi. Ủa, cô dắt mình đi đâu vậy? Không lẽ đi làm bạn kiểm điểm? Cô ơi, cô dắt bọn em ra vườn hoa làm gì vậy? Ngày xưa, nơi đây là vùng đất khô cằn, mọi người đã cùng nhau canh tác, làm cho khu đất này trở nên trù phú như bây giờ. Trong đó có công lớn nhất là chú dế đã đào hang chăm bón cho đất. Trò chơi đá dế là trò chơi bạo lực, bắt những con dế thiệt hại lẫn nhau, trong khi dế là loài có ích cho môi trường và dế là những nhạc sĩ đại tài trong thiên nhiên. Dạ, tụi con hiểu rồi. Loài dế vừa dũng cảm, vừa đa tài, lại vừa có ích nữa. Đúng là hơn bụng bự nhiều. Thế giới không phải của tôi, thế giới không phải của bạn, thế giới không phải của mình, thế giới không phải của cô ấy. Nó là của chúng ta. Cảm ơn cháu. Con chào cô. Các bạn mua nhặt rác bỏ vào thùng đi. Mày nói cái gì? Tao không bỏ. Nói mày tao là xấu lắm. Bạn phải nhặt rác bỏ vào thùng chứ. Tao không bỏ. Không bỏ, chẳng đánh nhau không? Đánh nhau là xấu, không nên làm như vậy. Tao sợ rồi, nhào vô tụi bay. Xong, dựng trên rác rưởi. Chồng này hôi quá. Thả tôi ra. Hôi quá. Thả tôi ra. Chúng tôi không phải là rác. Thả chúng tôi ra. Các cháu biết lỗi chưa? Chúng cháu biết lỗi rồi. Không dễ vậy. Hãy bỏ rác vào đây. Nhặt cho nhanh vào, nhặt cho nhiều vào, rất cho thùng ao ao, uống sạch dưới lao. Chỉ có mấy cái kẽm gai rỉ sét với mấy cái camera cà tưng, sao mà làm khó ta được. Đúng rồi. Không có ai ở bên trong hết.
Mục tiêu kia rồi. Ý trời, hết dây hả? Ý trời, sao lại có xe cấp cứu với cứu quả ở đây nữa? Không kịp thời gian nữa rồi, phải trốn thôi, lần sau sẽ quay lại lấy. Cái thằng đốm này, biểu nó cài chuông báo động xe cảnh sát, mà nó cài cả cấp cứu với chữa cháy dù chi không biết nữa. Ui da, có đột nhập à. Ai đó? Ủa, mày bị thương rồi kìa. Vào nhà đi, để mình sơi cứu cho. Sao bạn lại giúp mình? Mình đâu có quen biết bạn. Thấy người hoạn nạn là phải giúp đỡ nhau, đó là tình người mà. Tình người hả? Ủa, sao bạn bị thương ghê quá vậy? Mình bị dấp cục đá nên té. Ủa, cái này là dấu phỏng mà. Lúc té có da vô chỗ người ta đang nấu hủ tiếu nên mới phỏng vậy nè. Hên là chưa đổ nguyên nồi nước sôi cho người á. Mày là đốm, rất vui được gặp bạn. Mình là chuột bạch. Chuột bạch hả? Tên đẹp ghê á. Nhưng mà bây giờ trời tối rồi, đi về nguy hiểm lắm. Hay là tối nay mày ngủ ở đây đi. Thôi buồn ngủ quá, sáng mai tính. Ta sẽ lấy được khối năng lượng đó. Lấy được khối. Tối qua có kẻ đột nhập phải không? Ừ, nhưng mà không mất cái gì hết á. Cháu dậy rồi hả? Mấy đứa ăn đỡ bánh mì nha. Mẹ đốm đi du lịch chưa có về. Tối qua ở phòng nghiên cứu của bác bị đột nhập nên chưa kịp chuẩn bị gì hết đó. Vậy bác có biết thủ phạm định lấy cái gì không bác? Chắc là chúng định lấy lõi năng lượng sinh học bác đang nghiên cứu. Nhưng mà mấy đứa yên tâm đi, bác đem về nhà cho chắc ăn rồi. Trời ơi, bạn làm gì vậy? Trong cái rủi có cái xui. Xui cho các ngươi rồi. Ta chính là người đã đột nhập vào phòng thí nghiệm tối hôm qua đây. Không, ăn vào sẽ chết đó. Không, ăn vào sẽ chết đó. Ê, nhả ra đi, đu cái đó không được đâu. Sao mà chết được?
Ta vốn là robot sinh học được chế tạo ra với mục đích duy nhất là phá hủy thành phố này. Robot sinh học? Tức là nửa người nửa máy hả? Đúng rồi, một nửa của ta là người máy. Viên pha lê đã cho ta đủ năng lượng để phát nổ cả thành phố này rồi. Khoan đã, nếu thành phố này nổ hết, chẳng phải ngươi cũng banh xác luôn hay sao? Đúng rồi, đây chính là đánh bom cảm tử. Ăn pha lê không có no bằng ăn bánh mì đâu. Nửa bên tay trái của hắn là máy, còn nửa bên tay phải vẫn là sinh vật bình thường đó ba. Tối hôm qua còn có băng bó cho chân phải của hắn đó. Vậy thì chỉ cần tấn công vô phần bên phải của hắn là được. Ấn tượng lắm. Các ngươi nghĩ chỉ bên trái của ta là mấy chứ gì? Tin buồn là các ngươi đã sai rồi. Giỡn thế đủ rồi. Ta phát nổ đây. Đường! Chạy đi! Thả ta ra! Ta sinh ra chỉ có mục đích duy nhất là phá hủy thành phố này! Không có ai trên đời này có mục đích là đánh bom cảm tử hết! Thức tỉnh đi! Có ta nè! Ta là robot chứ có phải là người đâu! Cái lò phản ứng nổ! Đã kích hoạt tự hủy trong vòng 10, 9. Đừng hòng! Đừng! Con chạy đi đâu vậy? Con sợ ông chiếc bom ném ra ngoài. Con không để ba và mọi người chết đâu. Sao bạn lại giúp mình? Mình đâu có quen biết bạn. Thấy người hoạn nạn là phải giúp đỡ nhau. Đó là tình người mà. Tình người hả? Ba, hai, một. Ba, con có thấy rằng chính tình người đã cứu cả thành phố hay không? Đúng, xuống ăn cơm nè con. Ba mẹ ăn đi, con không ăn đâu. Có chuyện gì vậy con? Bữa nay tan trường, tao to rủ được con chạy thi. Ê, chạy thi không? Thôi, lần nào bạn cũng thắng tụi mình, chẳng có gì vui hết trơn á. Chơi trò khác đi. Lần này mình sẽ chấp hai bạn 5 phút, chịu không? Đích sẽ là cửa hàng kem. Nếu một trong hai bạn thắng, mình sẽ mời hai bạn ăn kem. Đúng 5 phút ở nhà. Ok, không được chơi ăn gian nha. Ừ, khỏi lo. Chuẩn bị, xuất phát. Năm, mười, mười lăm, hai mươi. Hết 5 phút rồi, mình chạy thôi. Mình phải nhanh hơn nữa, tay ta sắp đuổi kịp rồi. Mình cũng muốn lắm, nhưng mà mệt quá à. Hẹn gặp hai bạn ở tiệm kem nha. Đốm, sao không ăn kem đi mà cứ thè lưỡi hoài làm chi vậy? Mình cũng không biết nữa, nhưng cứ mỗi lần mình nóng trong người là mình phải thè lưỡi ra để thở. Ê, bạn sao vậy? Ha, con cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Con có biết rằng tất cả họ nhà ta đều thè lưỡi ra để thở khi trời nóng hay không? Tất cả mọi người. Chó là loài động vật có vú, thân nhiệt thường cố định. Nếu nhiệt độ quá cao, chúng ta sẽ phải tìm cách để tản nhiệt, để làm mát cơ thể. Tuyến mồ hôi của họ nhà ta không ở trên cơ thể như nhiều loài khác,
mà lại phát triển ở đầu lưỡi. Khi con chạy hoặc khi thời tiết nóng nực, cơ thể con nóng lên và một cách tự nhiên con sẽ thè lưỡi ra để nhiệt lượng trong cơ thể thoát ra ngoài. Điều đó hoàn toàn bình thường. Ba cũng vậy nữa hả ba? Cả mẹ nữa hả? Đúng là như vậy. Giờ thì con... Mẹ ơi, đòn là món gì ạ? Tại sao con lại hỏi vậy? Má, chuyện là như vậy nè mẹ. Con có muốn ăn đòn không? Mẹ ơi, đòn là món gì vậy? À, hóa ra là vậy. Đòn có ngon không? Khi nào mẹ cho con ăn đòn thử nha. Hay là như vậy, bây giờ đốm tự đi tìm hiểu xem đòn là món gì. Và nếu đốm vẫn muốn ăn đòn thì mẹ sẽ cho đốm ăn đòn. Mẹ hứa nha. Mẹ hứa. Bạn có biết đòn là món gì không? Mình đã ăn rất nhiều món rồi, nhưng chưa bao giờ mình được ăn đòn hết đó. Đến bạn mà cũng không biết nữa, thật là chán quá à. Nhưng bạn có chắc là mình không nghe nhầm không vậy? Chắc mà, mình còn ghi lại nữa nè. Xin lỗi nha, mình không giúp gì được cho bạn. Không sao, mình sẽ sang hỏi tay to. Nếu bạn được mẹ cho ăn đòn thì nhớ cho mình đăng ký nha. Sao? Bạn có biết đòn là món gì không? À, mình nhớ rồi. Mình đã từng được ăn món này rồi. Thiệt hả? Nó như thế nào? Có ngon không? Bạn ăn ở đâu vậy? Lâu lắm rồi. Một lần nhà mình đi du lịch nước ngoài, ba mẹ có cho mình ăn đòn. Ngon lắm. Ngon ra sao? Kể mình nghe đi. Ngon không thể tả được. Nó vừa đẹp mắt, vừa ngọt, vừa mát lạnh, còn thơm nữa. Sao nghe giống kem vậy? Cũng hơi giống nhưng ngon hơn nhiều. Mình cảm ơn bạn. Bây giờ mình phải về đây. Mẹ ơi, con đã về. Mẹ, con biết đòn là món gì rồi đó. Đòn là món có vị ngọt, mát và thơm, giống như kem nhưng ngon hơn nhiều. Vậy giờ con còn muốn ăn đòn không? Con muốn. Mà ăn liền luôn hả mẹ? Tai to nói cái món đó ở nước ngoài mới có. À, mẹ đang làm gì vậy? Mẹ đang cho bạn thú nhờ bông ăn đòn nè. Hóa ra là vậy, đòn không ngon chút nào. Giờ con có còn muốn ăn đòn nữa không đớm? Bởi vậy nên ba mẹ không bao giờ muốn cho con ăn đòn. Ê Bụng Bự, bạn bị sao mà nhìn ủ rũ vậy? Mà thôi, không có gì đâu. Làm gì mà không có gì? Bạn bè mày giấu nhau như vậy là không có được đâu. Chả là mình làm việc có lỗi với tay to, bạn đó hù dọa sẽ mát mẹ mình. Rồi bạn có năn nỉ bạn đó không? Đương nhiên là có rồi, nhưng mà tay to nói á, mặt trời mọc hướng tây thì tay to mới bỏ qua. Tưởng gì, yên tâm, mình sẽ giúp bạn. Thiệt hả? Bằng cách nào? Thì đi tìm ông mặt trời, nhờ ông mọc hướng tây một bữa. Ha, sao mình không nghĩ ra ta? Thôi, đi nào. Ừ. Ông mặt trời ơi! Con gọi ta đó hả? Dạ ông ơi, ông giúp con chuyện này được không? Có chuyện gì? Dạ, tại con lỡ làm sai. Bạn tay to bắt gặp được, con đã xin lỗi bạn đó rồi, mà bạn đó đâu có chịu đâu. Bạn đó nói á, khi nào sáng sớm, ông mọc từ hướng tây, bạn đó mới bỏ qua cho con. Nên là ngày mai không có thể mọc lên từ hướng tây được ông mong. Chuyện đó không được đâu. Sao vậy ông? Chỉ có một ngày thôi mà. Chuyện ta mọc từ hướng nào, đâu phải do ta quyết định. Nên làm sao mà ta giúp con được? Vậy ai có khả năng quyết định được vậy ông? Thì là anh trái đất đó, ta chỉ đứng im thôi. Ảnh tự quay quanh ta mà. Còn muốn thì nhờ ảnh giúp đi.
Ồ, thì ra là vậy. Vậy thì phải đi tìm ông trái đất, nhờ ông trái đất quay ngược lại mới được. Con cảm ơn ông mặt trời. Ông trái đất ơi. Ai gọi ta? Ai gọi ta? Là tụi con nè ông ơi. Ồ, mày tận lên đây tìm ta luôn. Dạ, con tìm ông nhờ giúp con một chuyện được không? Có chuyện gì thì cứ nói đi. Dạ, chuyện là con có làm việc sai mà bị bạn bắt gặp được. Bạn đó nói á là khi nào mặt trời mọc từ hướng Tây thì bạn đó mới không mét mọi người. Con có đi hỏi ông mặt trời rồi nhưng mà không có được. Ông mặt trời nói á là ông trái đất mới có thể giúp con. Hả? Chuyện đó không được đâu. Sao không ai chịu giúp con hết vậy? Chuyện nào thì ta không biết, chứ chuyện này thì nguy hiểm lắm đó, còn biết không? Tại sao là nguy hiểm hả ông? Mỗi năm ta đều quay quanh ông mặt trời một vòng. Ngoài ra mỗi ngày ta còn tự quay quanh mình theo chiều từ Tây sang Đông nữa. Nếu bây giờ mà ta đổi chiều quay lại, mọi thứ đảo ngược thì bao nhiêu là hiểm họa sẽ ập tới. Đó là quy luật của tự nhiên đó con. Nghiêm trọng như vậy hả ông? Thì đúng rồi, để ta cho con coi nghe. Trời ơi, không ngờ là kinh khủng như vậy. Con hiểu rồi, vì mục đích của bản thân mà con lại đòi hỏi một chuyện ảnh hưởng tới mọi người như vậy. Con hiểu là tốt rồi. Giờ trễ rồi, về đi nha. Dạ, con biết rồi. Con sẽ về nói cho bạn con biết và nhận lỗi với mọi người. Con cảm ơn ông trái đất nhiều nha. Trời ơi là trời, cái gì mà tập bài dài dữ vậy? Ủa sao mình dở vậy ta? Nghỉ tận 2 ngày lần mà. Xem mặt hình, sáng mai làm tiếp là xong. Dở vậy hả? Xem hết hoạt hình này đúng nhớ làm bài tập đó. Nhưng mà mẹ, còn có phim hoạt hình mèo con thông minh nữa mà. Bài tập hồi chiều ai than phiền như núi vậy ta? Mẹ yên tâm, con nghỉ tận 2 ngày lần mà. Lại để nước đóng chân mới nhảy. Mẹ cứ yên tâm đi, con làm một loáng là xong ngay mà. Giờ đếm đi đá bóng, chút về xử lý mấy bạn sau nha. Mẹ ơi, con đi đá bóng chút xíu nha mẹ. Đếm, con làm bài tập xong chưa đó? Tí về con làm ngay mẹ, con đi nha. Bụng bự, rõ ràng hẹn đến đây đá bóng, mà mấy hai bài tập là sao vậy? Mấy bài tập này đâu có hiểu đâu. Giờ nào việc đó? Bạn không nhớ quy tắc này hả? Mấy bài này dễ lắm. Mình hướng dẫn bụi bự nhanh rồi chơi bóng cũng được mà đó. Ta to chỉ đi. Mình chơi bóng trước đây. Đúng có sao không? Không chơi nữa. Đá bóng chén òm. Mẹ ơi, có gì ăn không mẹ? Có rau câu dừa trong tủ lạnh đó con. Wow, ngon quá hả? Con làm bài tập xong hết chưa? Mai đi học rồi. Lát con làm. Ừ, ăn nhanh lên phòng làm bài. Xong được chơi gì cũng thoải mái. Mẹ xem nào, con là siêu anh hùng. Bài tập là chuyện nhỏ, một loáng là xong ngay. Siêu nhân mà không làm bài tập thì cô phạt mất mặt lắm đó. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Rau câu dừa đúng là số 1. Đúng, làm bài tập đi rồi chiều ba mẹ đưa qua sinh nhật bà ngoại. Nào quá chừng luôn. Chừng bài đó hả? Làm chỉ một tiếng là xong ngay. Ngủ chút dậy làm bài cũng được mà. Đúng ơi, con đã thay đồ chưa? Mình đi qua nhà ông bà ngoại thôi con. Mau lên con, ba chờ dưới nhà kìa. Ủa, còn sớm rồi mà. Gần 6 giờ rồi. Hả? Vậy con ngủ từ trưa tới giờ hả? Con chết rồi. Đốm nói năng lung tung không? Thay đồ đi, ba mẹ chờ con. Nhưng con vẫn chưa làm bài xong. Con chưa làm bài tập. Con ngủ quên. Đốm, con hư quá. Không đề bếp kỷ luật gì hết. Hôm nay ở nhà làm bài tập, không có đi đâu hết. Hôm nay ba mẹ phạt con ở nhà làm bài. Ba mẹ đi đây. Con biết lỗi rồi.
Này, không được ăn vụn, phải đợi đến bữa mới được ăn nha. Đói bụng quá à. Phải đợi đến bữa mới được ăn nha. Cái gì vậy trời? Nào, ăn đi con. Cháo thịt gà hạt sen mà con vẫn thích ăn nè. Cảm ơn mẹ. Đợt này đốm ốm quá, mẹ phải tẩm bổ cho đốm thật nhiều mới được. Mẹ, con muốn ăn nữa. Con ngay, con ngay. Đốm, ăn đi. Con vừa bệnh nên cần ăn nhiều đồ bổ, bồi dưỡng cho mau lại sức. Con có đói? Không đói cũng phải ăn. Mẹ tốn bao công sức nấu cho con ăn. Con mà không ăn là mẹ buồn lắm đó nha. Ba vừa gọi nói là ngày mốt ba về. Thích quá. Con ăn mau đi cho mau lại sức.
Chứ để ba về mà thấy con ốm như vậy thì ba sẽ không vui đâu. Nhưng con ngán lắm, ngày nào cũng ăn đồ bổ, không có đói. Con có biết là trên thế giới này có biết bao nhiêu người không có gì để ăn hay không? Thì mẹ mang đồ ăn này chia cho các bạn đó đi. Ăn đi, nhiều chuyện quá. Đốm, sao con đi học mà không thưa mẹ? Con thưa mẹ con đi học. Yên tâm, mẹ không bắt con ăn nữa đâu. Mẹ nói thiệt, mẹ hứa đó. Con cảm ơn mẹ. Con có muốn ăn gì không? Không. Không. Con sừng trâu kia, kế hoạch của nhà ngươi không bao giờ thành công đâu. Câm miệng,
ta là mặt nạ hai sừng, và chắc chắn ta sẽ bắt được mẹ thiên nhiên. Đốm của ta chắc chắn sẽ thắng nhà ngươi. Để xem. Bụng bự, dậy, dậy, đi thôi, dậy. Thôi đi đâu nữa, trời chưa sáng mà. Chưa sáng cũng phải đi, đi tới núi Nghiên chứ đi đâu. Đi lên. Nói nghe nè, núi Nghiên nguy hiểm lắm đó nha. Tới đó toàn robot không á. Nguy hiểm hả? Nguy hiểm như thế nào cũng phải cứu mẹ mình ra. Đi đâu vậy đốm, nó phải đường đó đâu. Đường tới núi Nghiên ở đây mà. Wow, ghê thiệt. Mai mốt làm thân váy đi cho nó đỡ mệt nha. Mệt quá à. Đâu, đâu, robot đâu, mẹ mình đâu? Ai nói đây là núi Nghiên đâu? Đó, núi Nghiên kìa. Hai đứa đúng là rất được việc. Mình muốn về nhà. Mình không muốn ở đây với tên quái ác này đâu. Bọn mình có khóc nữa được không? Mình muốn được ăn cơm mẹ mình nấu. Mình muốn được ngủ trên giường êm như bông của mình. Để từ từ mình kiếm bách thoát mà. Cũng tại bạn rủ mình trốn đi. Không biết đâu, đưa mình về nhà đi. Mẹ đừng có nói nữa mà. Để từ từ mình tìm cách chứ. Mình cũng muốn về nhà mà. Nhanh lên nào hai thằng nhóc con kia. Nếu không làm xong tao sẽ bỏ đói tụi bay 3 ngày. Không, không được bỏ đói chúng tôi. Ông thật ác độc, dụ dỗ trẻ em. Dám trả lời với ta hả, những đứa trẻ ngỗ nghịch. Đúng rồi. Làm sao bây giờ? Mình muốn về nhà. Nhớ khóc nữa mà. Nhất định chúng ta sẽ có cách về nhà. Bụng bự, vậy thôi. Ơ, để mình ngủ tí coi. Vậy thôi, nhanh lên coi. Vậy làm gì hả đốm? Để trốn chứ chị. Không lẽ bụng bự muốn ở đây luôn hả? Trốn mà. Nhỏ thôi. Bạn muốn ông ta thức dậy hả? Nhưng mình trốn bằng cách nào? Chúng ta bị nhốt mà. Bụng bự có thấy chìa khóa đằng kia không? Nhưng lấy bằng cách nào? Mình có cách. Làm theo mình. Sao ông đi rồi vậy? Có khi nào bị vướng cái gì rồi không? Sao? Định trốn hả? Dạ đâu có. Tại tụi con không được tắm nên nhìn ra bờ sông tắm chút xíu tụi con sẽ chở vô. Dạ đúng rồi, tụi con ngứa quá. Muốn tắm được thôi, ta sẽ cho hai đứa mi tắm. À,
rồi, con chỉ muốn về nhà thôi. Đám sẽ không bao giờ dám bỏ nhà đi nữa đâu, đám sợ lắm rồi. Chưa đâu hai đứa nhóc con, còn nhiều điều thú vị lắm. Chờ mà xem đây. Đúng là thú vị mà. Thời tiết nắng nóng quá, cây cối nào chịu cho nổi. Người mình đây, còn muốn héo nó nói chi là cây. Ủa, các bạn có nghe tiếng gì không? Như có tiếng ai đó khóc đó. À, ở đây nè các bạn. Khó chịu quá đi. Bạn trai ơi, sao bạn đứng đây khóc vậy? Ông chủ của mình đi vắng dài hôm, chả ai tưới nước chăm sóc cho mình hết. Chắc mình chết quá à. Tụi mình sẽ chăm sóc cho bạn dài hôm. Tụi mình cũng muốn chăm sóc cho cây nữa. Thật vậy hả? Các bạn thật là tốt bụng. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Nè, hôm nay tới lượt đốm đi xách nước tưới cho cây đó nha. Cái gì trời? Sao tới lượt mình nhanh vậy? Chứ sao nữa, hôm qua mình đã đi lấy nước rồi. Hôm trước mình cũng đã bắt sâu cho cây rồi. Cứ như vậy, mình chả nhớ được tới nhiệm vụ của ai đó. Tới lượt của mình á, thì làm đi, bạn còn than gì nữa. Ai nói bạn là mình than hả? Thôi thôi, hai bạn dừng lại đi. Mấy bạn làm như vậy không sợ bạn cây buồn hả? Các bạn cứ mặc kệ mình đi. Đó, bạn thấy chưa? Bạn làm cho cây buồn rồi kìa. Hai bạn đừng có cãi nhau nữa. Mình có ý này hay nè. Vì bạn cây có ba cành, mỗi bạn sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc một cành. Như vậy là công bằng. Ha, được á, vậy thì đốm sẽ không hơn thua nữa. Ha, được thôi, quyết định vậy đi. Ui da, ui da. Ủa, bạn cây có bị sao không vậy? Cành bên đây của mình đang bị sâu ăn lá. Đau quá à. Là cành cây của bụng bự. Đúng rồi, hôm trước bụng bự có nói là phải đi thăm ông bà mấy hôm nữa mới về. Bạn ráng chịu đựng nha. Nhưng mà mình khó chịu lắm, cành cây đó héo khô rồi. Nhưng biết sao được, mình cũng giúp bạn. Nhưng mà đó là cành cây của bụng bự. Hẹn gặp lại bạn sau nha. Hả? Sao bạn cây lại ra nông nỗi này vậy? Chắc là do cành cây của bụng bự mấy hôm nay không được chăm sóc cho nên cây bị vậy đó. Mình mệt quá không gượng nổi nữa rồi. Trời ơi, mình đi vắng vài ngày, sao bạn lại mặc kệ? Tất cả là tại bạn á. Mình các bạn mau tìm cách cứu cây đi. Ông chủ đã về. Hả? Thì ra ông chủ của cây là ông Tiên á hả? Chính là ta. Tụi con xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho cây. Tất cả là tại mình. Mình cứ nghĩ không phải trách nhiệm của mình nên mình đã làm cây bị héo. Các con đều có lòng chăm sóc cho cây, ta rất là cảm kích. Nhưng qua chuyện lần này, các con phải biết, khi cùng làm chung một việc gì đó thì ai cũng có trách nhiệm to lớn cả. Dạ, dạ tụi con hiểu rồi. Mình nhớ ba mẹ quá à. Mình cũng nhớ. Những đám mây kia cũng có hình dạng giống như mẹ của mình lắm. Tại to nhớ ba mẹ quá nên tưởng tượng ra đó. Không, đúng rồi, ba mẹ mình ở trên bầu trời kìa. Đúng rồi, là ba mẹ của tụi mình. Chúng ta đi tìm ba mẹ thôi. Đồng gắn lên mây, có cái cây lúc lắc có ông chủ ở nhà không? Ông chủ đi nấu ăn rồi. Đây là trò chơi mình chơi khi nhỏ. Mình đã lâu lắm rồi, mình đã không còn thích chơi nữa. Mẹ cuộc tóc, dạ thắt thêm cho con cái nơ nè. Dạ, mẹ làm gì cũng đẹp hết, con thích mẹ cuộc tóc lắm đó. Thiệt không? Vậy mà lần nào mẹ cuộc tóc con cũng giãy nảy không chịu hết á. Không đâu, con rất thích mẹ cuộc tóc. Là tại con đã từng nói là không thích mẹ cột tóc.
Để con. Và những việc mình chẳng chịu làm. Ba mẹ, là con đến đây nè. Đúng rồi, bây giờ phải làm sao? Có không biết giữ, mất thì đừng tìm. Ba mẹ các người đang ngủ sẽ không bao giờ tỉnh giấc nữa đâu. Các người hãy về trái đất đi. Nè, bà phù thủy mây, bà đã làm gì với ba mẹ của chúng tôi vậy? Mau trả lại ba mẹ cho chúng tôi. Không, ta không làm gì hết. Chỉ vì ba mẹ của các ngươi đang ở trong giấc mơ của chính họ. Giấc mơ có những người con như họ mong muốn. Vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao để cứu ba mẹ? Hãy giúp chúng tôi đi. Có không giữ, mất đừng tìm. Nhờ sao đớm? Sẽ có cách mà, đừng có lo. Tuy ba mẹ không thấy chúng ta, nhưng chắc chắn ba mẹ vẫn luôn yêu thương chúng ta. Sẽ có cách thôi mà. Chúng ta cùng nhau cố gắng nha. Cùng đưa ba mẹ về nhà. Yeah. Chỉ con bướm vàng, chỉ con bướm vàng, mình vui ghê, mình yêu ghê. La 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 la. Đang làm gì vậy? Mình đang hái hoa. Bắt quả tang bạn đang làm chuyện xấu nha. Cái gì chứ? Sao bạn lại nói vậy? Thì việc xấu đây nè. Hoa đẹp như vậy, đúng kiểu xấu, vì ghen tị với bạn thì có. Hơ, bạn vẫn không hiểu hả? Bó người ta, có người hái trộm hoa. Bung. Mình hái trộm hồi nào? Mình hái công khai mà. Nhưng hoa công cộng mà, phải để cho nhiều người ngắm chứ. Hả? Thì mình hái về cho tất cả mọi người cùng ngắm mà. Trời ơi, nói hoài mà không có hiểu gì. Nhìn kia kìa. Chết, vậy mà mình không nhìn thấy. Xin lỗi. Mẹ nói không biết là không có lỗi đâu. Bây giờ mình phải làm gì với những bông hoa này? Mẹ mình có một bình hoa đẹp lắm mà không có hoa. Vậy mình đi thôi đốm. Ủa, hai bạn đang đi đâu vậy? Về nhà đốm cắm hoa. Không phải hoa thường đâu, hoa đặc biệt lắm á. Cho mình đi cùng với nha. Eo ơi, chùi tay bẩn vào áo kìa. Bạn dưa quá à. Có sao đâu. Thì đi rửa tay hoặc lau bằng khăn tay. Mình thường xuyên quên mang khăn thì biết làm sao? Thì bạn phải hỏi muộn mình chứ. Thì tại vì mình không biết. Không sao, không biết là không có tội. Mình đi thôi nào. Bình hoa đẹp của mẹ đây rồi, chúng ta sẽ cắm hoa. Mình đi lấy nước. Cắm hoa như vậy mới đẹp nè. Vậy mới đúng chứ. Không phải, cái này mới cắm đúng. Cắm như vậy nè. Thôi chết rồi, tại tụi mình cứ giành nhau. Không sao đâu, tụi mình không có ngờ, không biết là không có tội. Có tội, có tội đó. Mẹ đã dặn rất nhiều lần rồi. Mình xin lỗi đốm, bình hoa này của mẹ đốm chắc là quý lắm. Mình sợ mẹ la quá à. Để mình xin lỗi mẹ đốm, giờ nói bác đừng có la đốm nha. Lỗi này là lỗi của mình mà. Nó phải do hai bạn đâu. Nếu đốm nhường bình hoa cho tay to thì ba đứa mình đâu có dành làm cho bình hoa rơi xuống đất đâu. Thôi được rồi, bình hoa này rất quý, nhưng vẫn không quý bằng việc các con biết nhận lỗi và còn biết chịu trách nhiệm cùng nhau nữa. Cô tha lỗi đó. Thật sao? Mẹ hiền như cô tiên á. Đúng ơi, đúng làm gì vậy?
mình đang bắt bướm. Mấy hôm nay mình quan sát thấy có rất nhiều bướm vàng bay trong vườn. Đúng để chúng bay cho đẹp đi, bắt chúng làm gì tội nghiệp lắm. Nhưng mình chỉ thích nó của riêng mình thôi, thả hồi ngắm. Nếu bướm không còn bay nữa thì chỉ là sâu thôi đúng ơi, không đẹp đâu. Ừ, bạn nói cũng phải. Mà cái gì trong tay bạn vậy? À, cuốn truyện cổ tích mẹ mới mua cho mình hôm qua đó. Mình đem qua để hai đứa đọc chung cho vui. Vậy hai đứa mình ngồi xuống gốc cây kia đọc nha. Ừ, để mình đọc cho đúng nghe. Thôi thôi, để lớp đọc cho. Không được đâu, giọng con trai ồ mồm. Đọc truyện cổ tích sao được, mình đọc mới hay nè. Đúng rồi, chạy mau, bướm sắp đầu mất rồi. Hả? Đã mất rồi. Hai đứa mình mới ngủ thích đi có chút xíu thôi mà, ta to. Mẹ mới mua sách cho mình đọc vậy mà. Đúng rồi, bây giờ mình phải làm sao đây? Mình sợ mẹ biết được sẽ la mình, và chắc chắn từ đây về sau mẹ sẽ không bao giờ mua gì cho mình cả. Các ta đừng có quá lo, mình sẽ cố gắng đẹp hấp nâu một lần nữa. Ừ, về đêm giúp mình nha, mình về đây. Con đã làm một điều rất xấu, con đã tham lam. Chắc giờ này bạn ấy bị mẹ phạt không được ăn cơm rồi. Ờ, đúng là không ngoan rồi. Sáng mai con mang theo sách trả ngay cho bạn tay to nha. Nhưng như vậy tay to sẽ biết con là kẻ ăn cắp. Con sẽ xin lỗi bạn ấy. Tay to ơi, mình đã tìm được cuốn sách rồi nè. Cảm ơn đớp. Mẹ không giận mình, mẹ chỉ nói lần sau cẩn thận hơn thôi. Như vậy tụi mình đã có hai quyển, tha hồ mà xem nha. Wow, đốm sướng nha, mẹ mới mua cho đốm sao? Từ nay, mình sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Wow, tuyệt quá, bay sang trái đi nào. Hai bạn nhìn gì vậy? À, con chim gì mà to vậy? Chim gì mà chim? Đốt ngốt quá. Ủa, máy bay của bạn hả? Bự, cho mình chơi với. Đến lượt tay to, đốm đợi đi. Mỗi bạn đều điều khiển 15 phút. Cho đốm chơi trước đi cũng được. Không thèm. Mình không thèm. Mình sẽ mua một chiếc to hơn gấp 10 lần. Có chuyện gì với con vậy? Các bạn không cho con chơi máy bay điều khiển cùng. Mẹ mua cho con một chiếc máy bay điều khiển đi mẹ. Loại máy bay điều khiển đó mắc lắm con à. Không chịu đâu. Đếm đợi mẹ một chút. Cái gì vậy mẹ? Con không thích theo đất đâu, con muốn máy bay thôi. Bây giờ nha, mỗi khi mà đốm làm được việc gì tốt, chẳng hạn như nghe lời, điểm cao, giúp đỡ mọi người, thì mẹ sẽ cho con tiền để bỏ vào heo đất, thì con sẽ có tiền mua được máy bay thôi. Dạ, như vậy cũng được ạ. Ủng Mĩnh ơi, Ủng Mĩnh à, mau mập lên nha. Ba mẹ ơi, con làm mất mọi việc rồi. Ba mẹ cho bạn heo đất ăn đi. Đây, ba cho bạn heo đất vì đốm rất ngoan. Hôm nay đốm có đi chơi không? Dạ không mẹ ơi, con ở nhà phụ ba mẹ.
Vậy đốm giúp mẹ rửa chén, quét nhà xong thì ra ngoài vườn phụ ba trồng cây được không? Tang tinh tình, tình tinh tang, ô liễn ngoan ngoan, đốm thương lắm nè. Ba mẹ ơi, hôm nay con được điểm 10. Vậy bạn heo đất lại được thưởng rồi. Vậy ba sẽ dẫn đốm đi mua máy bay nha. Con không cần nữa đâu. Hôm nay trường con có phát động chương trình chia sẻ tình thương. Con sẽ mang đất tặng các bạn nhỏ mua sách vở đi học. Đốm của mẹ ngoan quá. Vậy mẹ sẽ cho đốm nuôi một con heo đất khác nữa nha. Dạ, con nuôi heo khế tây hơn cả bà nội nuôi mẹ ha.